nấu cháo rồi em còn nấu thêm gì nữa không xíu? Có nấu thêm món gì nữa không? Chút rồi có nhiều sọ khánh gì không? Ở quê đâu anh? Thì chợ quê cũng không có nhiều đồ cả nhà ha. Có cá tươi thì giờ này chắc có nè, với 3 giờ trưa đó. Ghe ở dưới ghe lên nên là mình sẽ có đồ rất là tươi. Chị ngó khoai hả? Ngó khoai hả Thiên? Ngó sen hả? À, ăn rau chuối. Thấy màu gì mà đỏ đỏ không biết. Bánh lọt. À không đủ. Bánh lọt nhiêu hũ chị? 10.000. Mới mua rẻ hơn mình làm. Làm đã đầy luôn. À, gửi lại ha, chút xíu quay lại lấy. Mình đang ít ít thì mua lẹ hơn. Nay chợ vắng quá hen. À, thấy xe công an mới phạt mấy xe máy chở ra. Có xe thùng chở luôn. Tại dưới quê ít khi nào công an đi tuần tra giao thông. Bữa nay đi tuần tra nên là đường vắng vẻ. Tiếng mà xài chung nhưng mà chút xíu lấy rồi nhớ. Xài lấy xét hả? Lâu lắm biết gặp dạ. Vợ chồng. Dạ, bác. Mình ở xa vậy? Dạ phát rồi bác. Dạ. Thì nghe có nghe gì ông già mất gì đó không? Dạ ba mất ngay cũng 5 năm rồi chứ. Đúng. Dạ. Có coi thường coi. Dạ rồi chừng nào chú đi. Không, ở một tháng cuối tháng này mới đi. Dạ. Chợ bả ta đi chợ. Dạ chú ở chợ hay ở đâu? Không, ở bên Tiền Giang á. Ở Tiền Giang hả? Mà sao qua tới đây lận? Chợ cho biết. Dạ cầu nghĩ lại. Dạ. Chứ thấy mày quay nhìn. Dạ. Coi. Dạ. Dạ chú có đi chợ coi chợ cá chưa? Khỏe không? Dạ. Rồi tuốt Tiền Giang mà chạy qua chợ Kinh đi chợ. Chơi. Dạ chú, tưởng chú ở đây. Thôi mời uống cà phê. À, dạ thôi con đi chợ mua hết đồ. Thôi bữa cá chậm á. Dạ, à, chú về cho vui ha. Ừ, thôi thấy bà nào mà cấp thắng rồi vợ đó. Dạ, thôi chào chú. Dạ, thôi tự nhiên Tiền Giang mà có duyên gặp bên đây ha. Dạ, chào chú. Chú coi theo dõi Nam Việt mà tưởng ở quê ở đây. Ủa con này màu gì lạ quá ta. Đẹp quá ha. Con này con gì chị? Con ngao tiếp. Ngao hả? Ừ, lần đầu tiên thấy luôn. Màu lạ chị? Nó 70. Còn sò ở cái này sò lông thì nhiêu, còn sò nhiêu là nhiêu? Nhiêu 35. 35 sao? 30. Còn ở ngoài 40.
Đây là mỗi loại 1 kg đi. Hay sao? Mỗi 1 kg ít lắm hả? À. Nặng hả? Tại cái con này á, nếu mà như mình nướng nó nhỏ quá thì hơi cực. Lấy ở ngoài đi. Đó ở ngoài bự hơn á. Ở ngoài cũng chùm á chị. Ở ngoài bự hơn chồng. Thì em lấy này. À, yêu thì mình luộc xả, hấp xả. À, còn mấy người con này lớn lớn nướng dễ nè. Còn xà lông này nó nhỏ quá, mình nướng thì nó sẽ cực công á. Này 35 kg. Coi có tôm gì nữa không thấy. Để lại được lên lên chừng hạt đã. Cười đầu đó. Lên lên chừng hạt. Này có dẹp lên chợ đầu mối Bình Điền á, qua hải sản quá trời rảnh á. Ở đây thì chỉ có mấy cái cá này mới tươi thôi, nhưng mà mình bữa nay không ăn cá, rồi cá chốt nè. Đâu có ăn dữ vậy. Cái này nhiêu ký vậy? À, còn bao nhiêu? Rồi vậy khỏi cái tôm ha. Mua bà thấy. Rồi mặn quá hả? Trời bữa nay vắng quen. Xíu mua giờ mối ở dưới đây. Gọi điện trước ha em. Gọi điện trước người ta dắt cho mình. Bữa nay chợ sáng mà sao vắng dữ ha. Em mua đậu sáng nha. Bánh mì đi. Ở đây bánh mì luôn. Dạ, mua đậu sáng. 5 ổ hả? Ăn không nổi. Có 2 ổ thôi. Yeah. 5 ổ đi, có 2 ổ, ai ăn ai nhịn. Nhà đâu có ai đâu. Vậy à, có chứ, về phải có người ta ăn chứ. Đưa đệ tử đi ông hả? Đưa đệ tử đi ông. Đấy. Đấy, đấy.
Đó bận quá nhìn thấy bánh mì chịu không nổi. Dạ. Dành thịt nó còn còn nhẹ đẹp quá chừng heo. Mình quay vòng mấy đó nhìn thầy giáo ở nhà quá. Làm nghề thầy giáo nhà quá hả? Đó ngồi để chân nhà. Có ớt không con? Dạ không ớt. Không ớt. Giờ bữa nay tan chợ sớm rồi ha. Tại chợ chưa đi, đi chợ chưa đi hả? 7:30 rồi mà. Công an mới lên quần nữa. Dạ chưa chứ còn thấy bác nói chào mẹ ơi. Mình ở đây là đầu chợ, bây giờ đây là cuối chợ rồi. Chợ mình lúc nào nó đi không có hồi xưa. À, này người ta bán, người ta ra lề đường, người ta bán hết, ta không có vô nhà làm chợ. Đó đây, đó đây là đầu chợ nè. À, đây mới bắt đầu xung vui. Giờ từ lần nó đi hết đó từ chân. Bữa nào mình làm một clip chưa có. Nóng thật đó giống vậy đó cái này. Dạ, là ăn sách hen. Đây, cảm ơn. Để buộc cho con. Trời ơi, ăn chút. Dạ. Không có gì á, giáo á, đem sách nha. Mấy trái xin? 2 trái 4. Ủa? Nhà tiện ha, gọi điện trước cái lên lấy cái nhanh. Mua mối à. Rồi đi em cầm cho. Bây giờ mới vậy, nhìn nhiều vậy gì? Thấy mới nữa. Nhìn đẹp quá ha. Dạ. Nhìn mới gọt á, nhìn nó đẹp. Rồi xong hả sếp? Rồi giờ ra lấy đồ rồi vậy. Rồi, bữa nay mình thấy chợ khá là vắng ha. Rồi, mua ít món về chiều nay đẩy gia đình. Tiếng mua thêm ít đồ khô nữa. Sơn Hà mà đi, Sơn Hà thích mấy cái chỗ này nè. Đánh ra ngoài nè. À, tờ tế thì ướp mật heo. Bữa nay mình cũng có dì Út, dì Hai với chị Thẩm à, nhà chuyện ca. Bữa nay không có khách nên là cũng để chắc được ha. Bữa nay luôn. Em trả tiền rồi phải không? Em trả tiền rồi phải không? Đây đây anh sách nha. Đây đây xiết. Ông bật đi nữa kìa. Rồi rồi. Rồi còn rau với trái cây là xong nha. Dạ rồi cảm ơn chị. Tết nổi không? Chợ giờ rải ra nhìn không có vui ha, gom gom lại mới vui.
rải ra tuốt ở ngoài ngã ba luôn nên là thấy lưa thưa. Rồi xong hết rồi phải không? Ghé lấy xe về nha. Gửi xe mà không thấy người giữ hả? Rồi, bữa nay mình mua được ít đồ rồi ha. Mời cả nhà mình chiều nay cùng tham gia với gia đình ăn việc ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhà mình ở video sau.